Nhà đất Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook Fanpage và website nhadathung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay em Hùng sẽ đặc biệt gửi đến cô bác anh chị chúng ta một cặp nhà phố với diện tích ngang 5, độ dài 13m, một căn thiết kế đẹp theo mẫu kiến trúc tân cổ điển năm 2023, có không gian xanh thoáng mát, view sân bay cực kỳ mát mẻ và ở đây thì không khí cực kỳ trong lành nha quý vị. Cặp nhà của chúng ta đang tọa lạc trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cặp nhà mặt tiền đường 10m0 buôn bán cho thuê. Đường này rất là đông đúc và nhộn nhịp nha quý vị. Quý vị có thể ở một phòng công ty cho thuê kinh doanh bán đa ngành nghề. Kế bên chúng ta có quán cà phê, sân vườn, câu lạc bộ đi ra. Đối diện là sân banh vô cùng thoáng mát và xịn cũng như là cao cấp. Khu vực này thì đa chúng ta kinh doanh bán được nha quý vị. Rất là đông đúc và nhộn nhịp. Cặp nhà của chúng ta thì chủ nhà đang cần bán gấp nên hạ giá bán nhanh. Chỉ còn 7 tỷ 200 triệu đồng một căn thôi và còn thương lượng. Quý chị cô bác quan tâm thì gọi về cho em Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình để tham quan và sở hữu trực tiếp cặp nhà phố ngang 5, độ dài lên tới 13m, view sân banh cực kỳ thoáng mát và rất là đẹp này nha mọi người. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng di chuyển vào bên trong để chúng ta tham quan trực tiếp cặp nhà này. Ở đây thì chỉ còn 2 căn duy nhất thôi, nên là quý vị cô bác quan tâm thì alo về cho Hùng để đến tham quan và sở hữu trực tiếp nha quý vị. Không gian vỉa hè 1m được trồng cây xanh rất là thoáng mát, hai lớp cửa cổng sát nhau và có không gian khu vực đậu xe hơi, phòng khách và khu vực không gian phòng bếp dưới tầng trệt. Trên tầng lửng thì quý vị sẽ có một không gian phòng khách. Trên lầu chúng ta có 6 phòng ngủ kết hợp với không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Ngang 5, độ dài 13m, xây dựng hầu như là hết đất, nhà xây mới, sổ hồng riêng đã hoàn công đầy đủ rồi, giấy tờ pháp lý rõ ràng, quý vị mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Và cặp nhà của chúng ta ngày hôm nay thì có hướng chính là hướng Tây Nam, phù hợp cho đại đình cô bác chúng ta thuộc mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch. Quý chị cô bác quan tâm thì gọi về cho Huy Hùng để tham quan trực tiếp căn nhà và gặp ngay chủ nhà để thương lượng giá cả, xem sổ hồng hoàn công, xem giấy tờ liên quan đến căn nhà và xem pháp lý căn nhà nha quý vị. Ở cuối đây thì quý vị sẽ có giếng trời, sân sau và phòng vệ sinh dưới tầng trệt. Nhà mình có tổng cộng là 6 phòng vệ sinh. Đây là Huy Hùng quay ngược từ phía sau ra phía ngoài này, khu vực không gian phòng bếp với tủ rượu, tủ kệ để đồ, tủ kệ tivi, bàn ăn 6 ghế kết hợp với tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu là gỗ sồi và được sơn màu trắng. Có khu vực bếp âm, máy hút mùi, tủ lạnh hai cửa LG kết hợp với sofa và những bức tường ốp nhựa trang trí dán giấy treo tranh, cầu thang đi sát vào bên tường và đi ngược lên. Bên trên thì có đèn trần, đèn led, trần sơn nhũ vàng rất là đẹp và tuyệt vời. Và quý vị cô bác quan tâm đến căn nhà mặt tiền view sân banh thoáng mát thuận tiện ở mớn phòng ty đang chào bán với giá chỉ 7 tỷ 200 triệu đồng này, hãy alo về cho bên nhà đất Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình để đến và tham quan trực tiếp, gặp ngay chủ nhà để thương lượng giá cả, xem sổ hồng hoàn công, xem giấy tờ liên quan đến căn nhà và hỗ trợ quý chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng nha quý vị. Trên đây là không gian tầng lửng, chúng ta sẽ cùng em Hùng đến với không gian phòng khách. Ở đây thì có sofa, có khu vực gắn máy lạnh, có tủ kệ tivi. Bên trên thì có trần thạch cao, sân nhũ vàng, có trải trang trí phía sau, có hòn non bộ ngay dưới khu vực cầu thang. Và căn nhà này thì có tới 6 phòng, trong đó thì chúng ta sẽ có 5 phòng ngủ chính kết hợp với một không gian phòng thờ và sân thượng rất là rộng để chúng ta trồng rau, trồng cây xanh. Và di chuyển theo em Huy Hùng, chúng ta sẽ cùng di chuyển lên trên lầu để quý vị cô bác chúng ta tham quan sơ qua một vòng không gian kiến trúc của 5 phòng ngủ nhá. 5 phòng ngủ thì đều có vệ sinh trong và full nội thất cho 4 phòng. Quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1 với tủ áo đóng phun trần. Kế bên là không gian phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm nước vách ngăn, vòi tắm hoa sen và gương soi. Và trong đây là không gian phòng ngủ với giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh và sàn ốp gạch 60. Ngoài đây có ban công 1m2, có đèn chiếu sáng bên ngoài ban công và đối diện với căn nhà mình là một sân banh rất là đông đúc và nhộn nhịp này. Trẻ em trẻ nhỏ đi lại rất là đông và đường thì khá là đông vào buổi chiều tối. Kế bên có quán cà phê, sân vườn, câu lạc bộ pizza, tiệm nail và khu vực kinh doanh buôn bán rất là sầm uất nên quý vị mua về phải nói là tuyệt vời luôn. Chỉ 7 tỷ 200 triệu đồng, quý chị của bạn cô bác sở hữu ngay một căn nhà phố tân cổ điển có tới 5 phòng ngủ. Nội thất bên trong thì được chủ nhà tặng kèm full và xây mới, sổ hồng riêng, nhà chưa ai ở nha quý vị. Không gian phòng ngủ số 2 phía đằng sau này
quý vị vẫn có giường ngủ, tủ áo, máy lạnh sáp nha mọi người, và vệ sinh trong, phòng vệ sinh với lavabo rửa mặt, bồn cầu bên ngoài, bên trong là bồn tắm đứng vách ngăn, vòi tắm hoa sen và hương soi. Và lên trên thì quý vị tiếp tục cùng em Hùng đến với không gian các phòng tiếp theo của căn nhà, phòng số 4 và số 5 ở khu vực lầu 3. Nhà này thì chủ nhà không làm thang máy nha mọi người. Nếu mà làm thang máy thì căn nhà này giá phải tầm 8,5 tỷ. Do không có thang máy là một điểm trừ của căn nhà nên chủ nhà rao bán với giá rất là rẻ, chỉ có 7,2 tỷ thôi. Lên đây là không gian của phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này thì cũng giống phía dưới này. Chúng ta có cửa sổ, cửa ra ban công. Có những bức tường được làm chỉ nổi sơn màu trắng, có vệ sinh trong, gương soi, đèn led. Có ban công rộng lên tới 1,2 m bên ngoài. Đối diện là sân banh, vô cùng thoáng mát, và quán cà phê sân vườn. Khu này thì đường rất là rộng, đường thông và đường to. Quý vị di chuyển xe hơi, xe tải vào nhà thoải mái và dễ dàng. Đặc biệt rất là thuận tiện cho quý vị cô bác chúng ta vừa ở mở văn phòng công ty hay là cho thuê. Nhà này mặt tiền mà quý vị, mặt tiền đường số nha. Thuộc nhánh đường có đường Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sát bên trường học Nguyễn Trung Trực, trường cấp 3 Nguyễn Trung Trực nhé. Kế bên có trường học Võ Thị Sáu và rất là nhiều trường điểm của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Từ căn nhà chúng ta di chuyển qua siêu thị Lotte Mart khoảng tầm 5 phút, đi về sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 đến 15 phút đi xe máy, và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong vòng bán kính 20 phút thôi. Rất là tiện, và ở khu này rất là sầm uất và nhộn nhịp. Quý vị cô bác mua ở, mua cho thuê, mua cho con em mình đi học hay là mua đầu tư sinh lời đều được nha mọi người. Đến đây thì quý vị đến với không gian phòng ngủ số 5 này. Phòng này có vệ sinh trong và phòng này tương đối là rộng nha mọi người. Phòng này thì chủ nhà chưa trang trí nội thất. Chúng ta về có thể tự trang trí nội thất cho không gian phòng ngủ số 5 này. Có khu vực gắn máy lạnh và có vệ sinh trong sẵn rồi. Và qua bên đây thì quý vị cô bác sẽ cùng em Hùng đến với không gian phòng số 6, phòng thờ. Giá bán là 7,2 tỷ, chỉ còn 2 căn cho quý vị cô bác chúng ta đến tham quan và chọn lựa thôi. Hướng chính là hướng Tây Nam, phù hợp cho cô bác anh chị chúng ta là thuộc mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và căn nhà chúng ta thì như quý vị thấy từ trước, vỉa hè, cây xanh, đường có vỉa hè, cây xanh, rất là mát, sạch sẽ, an ninh và không khí khá là trong lành. Trên đây thì quý vị sẽ đến với không gian sân thượng. Với không gian khu vực giặt đồ thì chủ nhà đã lợp mái bên trên để chúng ta để máy giặt nè. Chúng ta giặt đồ, phơi đồ ở khu vực này. Và phía đằng trước sẽ là khu vực sân thượng trước rộng để chúng ta phơi đồ, trồng rau, trồng cây xanh. Và giá bán chủ nhà đang chào bán là 7,2 tỷ hướng Tây Nam. Tọa lạc ngay trục đường Lê Đức Thọ, phường 15, view sân banh, quán cà phê sân vườn, quán câu lạc bộ pizza. Và vị trí này sát bên trường học cấp 3 Nguyễn Trung Trực, kề bên trường học Võ Thị Sáu. Quý vị có bác quan tâm thì alo cho Hùng để đến xem và sử dụng ngay. Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở những video lần sau.